Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngay lại quay trở lại một cái video tiếp theo các bạn. Mình đang ở cái quán vịt quen. Mà hôm nay thì tự dưng mình rất thích ăn thịt vịt, mà đi xuống dưới cái quán này thì nó quá đông luôn. Mình lấy luôn cái máy điện thoại để mình ghi lại. Đấy các bạn nhìn đi. Cái quán vịt này phải nói là chưa hôm nào đông như này. Đấy các bạn nhìn nha, vòng trong vòng ngoài đếm vụ đã được hơn 10 người. Đấy, mà mỗi người cứ lấy 1, 2 con. Bây giờ là tầm 7 giờ. Bây giờ tối đấy các bạn. 19 giờ tối đấy. Mà mình xuống dưới này mình mua một con mà. Bây giờ đến lượt mình là phải chắc là phải người thứ 15. Đấy. Trên một tốp người đấy. Cái bác chủ quán này thì bác ấy chặt từ lúc mình đến bây giờ này. Chưa lúc nào nghỉ ngơi cả. Hết quay vịt xong lại đến chặt vịt để xếp. Một bác thì chuyên phục vụ để cho vào cái hộp xốp kìa các bạn này. Đấy, rắc vừng và lấy nước mắm cũng như là rau thơm. Đây, còn anh này tay anh hoạt động liên tục, vừa nướng vừa chặt đây. Hôm nay quá đông người luôn. Ở cái quán vịt này thì rất là đơn giản, chỉ ước cũng như là người khác ước thôi, nhưng mà tại sao đông người đến thế, chắc là cũng có thể là do cái duyên bán hàng người ta nữa các bạn. Đấy. Ướp thịt vịt mà anh ấy chỉ có bột lêm này và có lá mắc mật, mình nhìn thấy rất đơn giản vậy thôi, nhưng mà người ta vẫn cứ đổ xô để mà mua. Mình cũng đi rất là nhiều quán vịt ở trên cái thành phố này rồi, nhưng mà chưa cái quán nào mà nó lại đông khách như cái quán này nhỉ? Quay không kịp để mà phục vụ khách hàng luôn. Mình đến đây mình mua một con mà nghe cái tình hình kiểu này thì chắc phải nửa tiếng nữa mới may ra mới đến lượt mình. Trên mình còn khoảng tầm chục người đang xếp nốt kia, mà mỗi người cứ mua tầm 2 con thì chắc phải nửa tiếng nữa mới đến lượt mình thật. Bảy giờ rồi. Nhưng mà phải nói là ở cái quán này người ta pha nước mắm cực ngon các bạn. Cái nước chấm đấy rất là ngon luôn, chắc người ta phải có bí quyết. Không bao giờ hết khách luôn. Mình đứng đã được khoảng tầm cũng được 15 phút rồi đấy mà chưa thấy gì, chưa đến lượt mình luôn. Dù cái điện thoại ra quay mấy cái clip rồi mà vẫn chưa thấy đến lượt mình nhận vịt quay này. Cái quán vịt này các anh ấy hoạt động được khoảng tầm 5-7 năm nay rồi. Nói chung là cũng có uy tín, bà con này mua rất nhiều. Vậy cứ hết cái con, hết một con lại tiếp tục cái con nữa mà chặt liên tục. Vừa làm công việc quay vịt vừa chặt vịt đấy. Còn nhớ là ai đặt không? Đốt than nói chung là cũng vất vả. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đấy, quay với tốc độ liên tục thế này mà vẫn cứ không phục vụ được khách hàng. Phải nói là sức mua của bà con kinh khủng luôn. Khách về vợ rồi đấy các bạn. Đấy, ăn còn vài người nữa chắc là sắp đến lượt mình rồi. Có một cái chị sốt ruột cứ nhìn đồng hồ liên tục. Thôi đến lượt mình lấy vịt để về rồi. Đúng nửa tiếng các bạn ạ.